Thưa sư phụ Động vật sau khi bị giết Thần thức của chúng sẽ biết rõ Hoàn cảnh Đời đời kiếp kiếp của chúng Đúng không ạ à? Đúng vậy Nhất định chúng cũng biết rõ Nguyên nhân mình bị giết Vì tại vì sao Chúng vẫn muốn báo thù con người Ai muốn bị người khác giết chứ Chúng ta bị người khác giết hại Chúng ta có thể tha thứ cho họ không Đúng vậy Chính là đạo lý này Thật sự khi bị giết hại mà có thể tha thứ cho họ đó là người có đạo hạnh có công phu tu dưỡng không có công phu này thì không thể được rồi mấy ai có thể được như nhẫn nhục tiên nhân bị sát hại nhưng không có tâm oán hận còn nói với người sát hại mình sau này tôi thành phật người đầu tiên tôi độ là ông vậy người giết người này có tội không có tội nhưng không kết tội với người bị giết bản thân người giết là có tội tội của ông ta là từ đây mà kết thành tức là không có báo thù nhưng người bình thường ai mà không báo thù chứ tất cả động vật đều là báo thù rất nhiều những gia đình giết chó giết mèo giết heo giết gà trong gia đình họ thường xảy ra rất nhiều chuyện sau đó thì tình trạng sức khỏe bị thế này thế kia xin hỏi sư phụ việc này là như thế nào ạ à? đây là oan oan tường báo bạn thường ăn thường giết khi phước báo của bạn không còn được bao nhiêu thì những quan gia trái chủ này liền xuất hiện ngay bạn ngày nào cũng ăn chúng nếu bạn bình yên vô sự là do phước báo của bạn lớn chúng không dám làm gì nhưng chúng vẫn ở đó chờ cơ hội có người có thể đợi mấy chục năm rất đáng sợ giống như chuyện của ngài ngộ đặc quốc sư trong nhà phật kể lại oan gia trái chủ của ngài đợi ngài mười kiếp kiếp nào cũng đi theo ngài nhưng ngài đều xuất gia lại tu hành rất tốt có thần hộ pháp bảo vệ nó không có cách nào để báo thù đến kiếp thứ 10 kiếp này ngài trở thành quốc sư tu hành tốt là thầy giáo của vua lúc đó vua cúng dường cho ngài một cái ghế ngồi bằng trầm hương ghế ngồi của quốc sư làm bằng trầm hương vinh dự biết bao sau khi Ngài nhận thì tâm ngạo mạn khởi lên Cảm thấy rất đắc chí Nhà vua cuốn giường Người xuất gia trong thiên hạ Không ai bằng ta Tâm động niệm vừa khởi lên Thì thần hộ Pháp Lập tức rời khỏi ngay Hoàng gia trái chủ liền nhập vào người của Ngài Tạo thành một cục ghẻ hình mặt người suýt tí nữa là mất mạng Một vị A-la-hán đã cứu Ngài đây chính là nguồn gốc của từ bi tam bụi thủy xám Mười kiếp tu hành Cuối cùng còn khởi niệm như vậy Tâm niệm vừa động Thì công phu tu hành liền không còn nữa Cho nên tâm ngạo mạn rất đáng sợ bằng xem trong luận ngữ Khổng tử nói Nếu một người có tài như chu công nhưng người này có tâm ngạo mạn có tâm keo kiệt khổng tử nói thì những phẩm chất khác của người đó không cần quan sát làm chi những cái khác của họ đều là giả không phải là thật ngạo mạn thật đáng sợ lời của người xưa nói rất hay học vấn thâm thời ý khí bình người càng thật sự có học vấn thật sự có đạo đức thì tâm tính hòa nhã khiêm tốn cung kính Bạn xem khổng tử Cả đời Ngài Đối xử với người Rất khi mà kính trọng Thức mâu Ni Phật không dám xem thường Bất cứ ai Ngạo mạng là phiền não Đó là phiền não rất nghiêm trọng Sao tham sân si chính là mạng Ngạo mạng Rất khó tránh khỏi Khi người đang đắc chí thì không biết Bất giác lộ ra khi nghèo khó thì rất khiêm tốn khi đắc chí thì không như vậy nữa đây là điều thường tình của con người thế gian đây là phiền não của người bình thường bạn không thể khắc phục được thì sẽ không thể thành tựu thưa sư phụ giống như con gì thùng rỗng kêu to cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng không biết nhưng lại rất kiêu ngạo cho nên con phải khắc phục tập khí này của mình thật là quá xấu hổ kim hạ lại phật chính là tập kim hạ lại phật chính là tập kim hạ cái đầu tôn quý nhất của chúng ta lại chân của phật đây là tập kim hạ tôn kính đối với phật sau đó lại mang tấm lòng tôn kính đó chuyển sang tất cả chúng sanh đều phải tôn kính như vậy chúng ta thường nghe nói sát sanh sẽ đoạn mạng xã hội hiện nay phát hiện rất nhiều những doanh nhân tài giỏi chết rất sớm khiến cho mọi người rất kinh sợ đưa ra hai thí dụ sau ngày 10 tháng 4 năm 2004 chủ tịch hội đồng quản trị của công ty McDonald's Mỹ di truyền nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới chết do bệnh tim bộc phát người tiếp nhận thứ hai cũng chết do ung thư ruột ngày 21 tháng 12 năm 2004 ông tổng của công ty được gọi là Trung Hoa đệ nhất thố Do người tiếp nhận biểu dương của chính quyền nguyện xác chết của ông được một người lao công phát hiện Ở bên bờ sông Xin hỏi sư phụ cái chết của họ có liên quan đến sự nghiệp của họ không? Có liên quan Nếu nghề này không lợi ích thiết thực Đối với xã hội Đối với mọi người Thì đều phải chịu nhận quả Rất nghiêm trọng Cho nên người làm ăn hiện nay Chỉ biết kiếm tiền không có quan niệm đạo đức Những thứ đồ này của họ Đều có độc Đều là hại người Nhưng họ vẫn tiếp tục làm Hiện tại họ kiếm được một ít tiền Nhưng rất có hạn Khi họ chết thì sẽ chết rất thê thảm Và sau khi chết nhất định đọa địa ngục Nếu họ biết như vậy Thì nhất định sẽ không dám làm người làm ăn thời xưa người làm ăn có đạo đức thì họ có quan niệm đạo đức của họ lợi nhuận có thể kiếm bao nhiêu không được vượt quá ba phần vượt quá ba phần là có tội là quá đáng rồi thật sự là quá đáng lắm rồi còn bây giờ không chỉ dừng lại ở ba phần bây giờ là lời gấp đôi gấp ba gấp bốn lần bỏ ra một đồng thì muốn kiếm đến trăm đồng đây gọi là làm sai đạo trời Đúng vậy Trước đây 10 đồng vốn kiếm 3 đồng lời Vậy là nhiều lắm rồi Người làm ăn có đạo đức Mười vốn một lời 10 đồng tôi chỉ kiếm lời một đồng thôi Thưa sư phụ Khi khuyên người làm nghề sát sanh Đổi nghề Thì họ nói Tôi không làm nghề này thì làm gì cả nhà tôi và trẻ lớn bé không phải sẽ chết đói hay sao người đói chết không phải cũng sắc sanh sao con người cần phải ăn thịt cần phải có người làm nghề này vậy tôi không phải phục vụ cho mọi người hay sao xin hỏi sư phụ nói như gì có đúng không nghe có vẻ là đúng nhưng thật ra là sai việc làm lợi ích cho mọi người rất nhiều ngành nghề rất nhiều nghề nào cũng có thể chọn lựa tại vì sao lại chọn nghề này chứ Đã là ân trên sinh ra bạn Xin bạn ra tuổi thọ bao nhiêu Cuộc đời này có bao nhiêu phước báo Cũng đều đã định cả rồi Bạn không có cách nào vượt qua Bạn thọ 100 tuổi Có phước báo của 100 tuổi Bạn ra sức hưởng thụ 50 năm thì hưởng hết rồi 50 năm thì đã chết rồi Bạn phải dùng tính mạng để đánh đổi Người hiểu được điều này Thì họ sẽ không làm như vậy Cho nên việc gì cũng nhất định không nên quá đáng Quá đáng làm sao có quả báo tốt Làm sao có đạo lý này Chúng ta thấy quả báo chỉ là thấy trước mắt Nhà Phật gọi là hoa báo Giống như thực vật nở hoa rồi kết quả vậy Quả ở kiếp sau Kiếp sau là quả báo So với cái này nghiêm trọng hơn rất nhiều Hoa báo bạn chỉ chịu một chút đau khổ Quả báo là ở ngạ quỷ địa ngục Vì thế ba nhà nho thích đạo Đều tin vào việc giáo dục nhân quả Con người bây giờ không tin Không phải nói việc này tin thì có Không tin thì sẽ không có không phải như vậy Không tin vẫn có Đến khi quả báo xuất hiện Thì bạn có hối hận Cũng không kịp nữa rồi Tuyệt đối không phải là trò đùa Tuyệt đối không phải trò đùa Sư phụ giảng kinh đã nhiều lần nhắc đến Không nên làm nghề sát sanh có nhiều nghề sát xanh làm ăn rất khấm khá, giống như gà quay, gà hầm gì gì đó, nào là thịt nhúng, vân dân. Tại vì sao họ đều có danh tiếng hơn trăm năm, còn truyền lại cho thế hệ sau, đến bây giờ vẫn chưa thấy. Xin hỏi sư phụ, đối với hiện tượng này, chúng ta phải có cách nhìn như thế nào ạ? Hiện tượng này chính là sự tích đức của tổ tiên họ, sự tích đức của họ trong đời quá khứ. Làm nghề giết mổ này là tổ phước đức. Nhưng vì phước báo của họ quá lớn. Thí dụ như gia đình họ có phước báo 500 năm. Bây giờ làm 300 năm vẫn chưa thấy suy vong, nhưng cũng sắp suy rồi. Đang bị khấu trừ đó mà. Phước báo của 500 năm mà bạn chỉ mới hưởng có 300 năm thì đã hưởng hết rồi. Sau khi hưởng hết thì tai nạn sẽ đến. Không phải hưởng đời đời kiếp kiếp Đời đời kiếp kiếp là gì? Đời đời kiếp kiếp tích đức Vậy thì phước báo của bạn sẽ hưởng không hết Ngày nay chỉ hưởng phước Vẫn cứ tạo nghiệp Bất thiện Họ chính là được bảo vệ bởi phước báo Đã tạo trong quá khứ Họ chính là đang hưởng phước báo của tổ tiên Không sai, hưởng của tổ tiên Cũng là hưởng phước báo của chính bản thân họ Tu trong quá khứ sẽ hưởng hết chứ không phải hưởng không hết thưa sư phụ hiện nay còn có những ông chủ của một số cửa tiệm nổi tiếng họ lấy tên tuổi của tổ tiên mà kiếm tiền ví dụ như kinh doanh ngành nghề gì đó bí quyết này là do tổ tiên của tôi truyền lại sau đó dùng tên tuổi của tổ tiên họ việc làm này của họ có ảnh hưởng như thế nào đến tổ tiên của họ vậy sư phụ đây là bất hiếu đây là bất hiếu sao Đúng vậy Cái mà tổ tiên để lại là tốt Là vậy bạn phải đi cứu người Cho nên không được quá đáng Cả đời này của mình Có thể đủ ăn, đủ mặc, ấm no Có một căn nhà đủ để che mưa, che nắng là được rồi Phải biết đủ Phần còn dư lại phải giúp đỡ xã hội Giúp mọi người Vì thì bạn mới có thể tích lũy phước báo bạn càng hướng Càng nhiều Mà còn hướng ngoài không hết Để bạn cho rằng Ra sức kiếm tiền Mà còn bán thuốc giả để lừa gạt mọi người Phước báo của bạn sẽ hết rất nhanh Phước báo của bạn đại khái không đủ Để bạn hưởng hết đời này Vì thì cuối đời của bạn sẽ vô cùng thê thảm Quả báo sẽ hiện ra trước mắt Hiện ra rất nhanh Hiện ra rất nhanh, rất nhanh Kiếp nạn như vậy mà đến Rất nhiều người đều đang tạo nghiệp tội nghiêm trọng này Tạo ra tai kiếp của cả thế giới Nhưng quả là thật Không mấy may sai sót Nếu bạn tỉ mỉ quan sát Thì sẽ thấy việc này đang diễn ra trước mắt Bạn đều có thể nhìn thấy Tai nạn nghiêm trọng Nhà khoa học nói cho chúng ta biết 50-60 ngàn năm chỉ trước Atlantis Chính là Đại Tây Dương bây giờ Nơi đó có đất đai Một đất nước vào thời gian đó Là đất nước có nền khoa học kỹ thuật Phát triển nhất trên thế giới Nhân dân ngày ngày hưởng thụ Vui chơi hết mình Điều gì cũng không tin Cuối cùng dùng đất này bị chìm xuống biển nhà khoa học nước ngoài có dự báo là atlantic có thể nổi trở lên họ nói là nếu dùng đất này nổi trở lên thì châu âu và châu mỹ sẽ không còn nữa sẽ chìm xuống dùng đất này sẽ xuất hiện cho nên người nước ngoài nói họ cũng rất muốn thấy dùng đất này thật sự có thể nổi lên nhưng lại sợ mình sẽ bị chìm xuống thưa sư phụ đây cũng được xem là luân hồi đúng không là luân hồi cho nên đây là gì đây là cộng nghiệp mọi người cùng tạo nghiệp bất thiện đây là cộng nghiệp bất thiện tạo thành kiếp nặng lớn này